Nếu như Thiên có chuyện gì hoặc khó khăn thì anh giúp cũng được. Bây giờ anh cũng có chút tiền, nếu như em cần anh sẽ đem tiền tới tận nhà em. Dạ anh Thi Rác, để tôi báo cáo cho anh Thi Hoa nha. Dạ chào anh Thi Hoa.